chào quý khách. Công ty thiết bị trường học Phong Vân giới thiệu cho quý khách bộ quần áo nghi thức cho đội cho học sinh cấp 1 và cấp 2. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý khách về cái quần dài và áo thì áo tay ngắn. Áo tay ngắn này. Viền đó sọc ở các bầu cầu vai, viền áo nhỉ? Dạ đúng rồi, làm giật đúng không? Cánh tay như vậy. Đó. Còn đây. Dạ rồi, có gì làm được nha. Nhưng mà bây giờ trước đây. Tiên em sẽ gửi bộ chống trung học cho Mai với anh đi. Rồi cái này rồi. Dạ, tôi lẻ cho khách hàng là 110.000 một bộ size số 1, size số 2 là 115, size số 3 là 190, size số 4 là 125.000, size số 5 là 130.000 một bộ này. Và giao hàng ra toàn quốc có tính phí. Quý khách có thể đến trực tiếp shop của Phong Vân tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để mua trực tiếp hoặc đặt online trên website phongvanf.com. Rồi số hotline 989-875-628 để đặt mua hàng. Phong Vân phải rất là đẹp và sáng nhảy. Còn quý khách mua sỉ, các bác sỉ của Phong Vân là một bộ này, bộ số 1 là 80.000, số 2 thì có thêm 5.000 một số. Lên chắc lại như bán sỉ thì là 80.000 một bộ. Quý khách có nhu cầu thì sẽ đến cơ sở trường học Phong Vân. Thì cảm ơn quý khách đã ủng hộ sản phẩm của chúng tôi. Chào quý khách.